Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Nay mình đi ra đây mình đặt mấy cái bẫy ếch cặp bờ kinh vườn đào nha các bạn. Tại vì hồi ngày qua mình có đi trải nghiệm cắm câu đêm, mình thấy ếch nó nhảy cặp cái bờ sông Lục Bình này quá trời luôn, cho nên là mình về mình quyết định mình đem bẫy ếch ra đây mình đặt. Ở đây kêu là kinh vườn đào nha các bạn. Nó thuộc của ấp Phước Trung, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Thì mình thấy ở đây ếch nhiều nè, cho nên là mình qua đây mình đặt. Thì cũng như thường lệ thôi, thì mồi của mình cũng vẫn là cá sống với cá chết nha các bạn. Mấy cái cá mà mình đi mò theo mấy cái sòng bơm cá cạn nha. Thì mình có 30 cái các bạn. Thì mình sẽ đặt hết cái đường kinh này luôn. Rồi ngày mai mình đi dở rồi mình quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Giờ mình cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi đặt bẫy ếch với hai chú cháu nha. Đây, mồi của mình đây. Đó, lợp thì hôm nay mình đi xe chứ mình không có đi giỏ nha các bạn. Mình đi xe đi đặt chứ mình không có đi giỏ. Tại giỏ Lục Bình vô không được cho nên là mình không có đi giỏ. Đó, mình đặt theo cặp mấy cái bờ kinh vậy đó. Dạ, cái chỗ này nè, mấy chỗ trống trống Lục Bình này nè, có ếch á, ở theo mấy cái gốc. Gốc này đặt ngon. Gốc tre đặt ngon. Thôi mình đi dài mình kiếm có cái con kinh nào mà người ta bơm cái là mình đặt cái nữa là im rồi. Đặt xuống cuối đầu kinh đi kiếm cái kinh nào bơm. Bên núi xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Sáng hai chú cháu ra đây thăm mấy cái lợp ếch mình đặt ngày qua nha các bạn. Rồi lên mình đi hồi 6 giờ sáng mà mình lên tới đây 7 giờ. Biết có gì không đây. Xuống khui hàng cái đầu tiên coi. Biết rộng phải không? Ừ, hôm qua nó vừa ở đây có chạy thì chạy hết bự, tại thấy nó nhảy chậm chậm. Tiền đâu mua hết, đầu tiên là tiền đâu. Mềm đẹp đứng con gì, cái đuôi bong bong đứng con gì. Nhớ bự
con à. Bốn cái được một con. Con trốn đâu mất luôn rồi. Chui đây trốn rồi. Bốn cái được một em. Chui đây mất tiêu luôn rồi. Hết già. Ở đây thì cái con à, con hai con à, mình nó bự. Có Lý hai chú. Hai chú luôn hả? Được. Hai chú mini. Bỏ đi, mình dỡ hai cái này luôn đi rồi hả, gom nó lại. Hai chú. Dạ. Hả? Có. Con nó bự không? Còn cái đằng này nữa không? Để lại đi. Gom lại. À, bị anh Mười lấy anh cái với cái sòng bơm này các bạn ơi. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 cái. Tại tới đi. Gì? Đúng mình đi. Vô giò. Nước vừa đặt hết luôn. Một chú. Đó đi.
Ừ, nó cũng có ít ăn rồi. Vì dừa nó bự bự ha. Được rồi. Không bằng bực kinh mình rồi. Qua có con ếch bự. Già quá trời. Con ếch bự nhảy cái sồn như này. Chắc đường con. Rồi luôn, héo đường luôn. Con luôn. Không vô. Nó khắc thâu luôn. Ếch mà hiếm quá. Bự hả? Bự. À. Ôi rồi. Chú ếch chú á. Dạ. Dính thêm con cua nữa. À, chân luôn à, cá luôn à. À chân cá no luôn rồi. Ôi bự kìa. Vô vô vô. Chà bá luôn. Quay quay nó đậu lại coi. Nhích nó coi. Ừ. Ồ. Đây bạn ơi, một chú ếch già. Chen nha, chen. Đấy, tẹt tẹt ha. Được. Được. Nên cái này lúa sạch trơn gì bây giờ có dấu dò chừng dấu dò chuột đó chưa không thiệt không thấy không em nãy chút xíu là bự vậy. Được cũng ít giờ mới lớn lớn là ngon rồi còn cái cái nè này không thấy dấu giò không biết sao đây nhìn là biết trong gieo rồi tới luôn cá ục nhóc dấu dò nhiều dấu dò chuột hay gì thấy có đục nước đó ba không còn luôn gì hai chú nữa bà bị anh mười xử anh cái rồi
bự với bộ à. Rồi con ếch bự với nhỏ đó. Bỏ đó đi vô cục vườn giỏ hai cái luôn. Quen con, quen. Thấy không? Hả? Méo hả? À, méo thì lội ra lội cái kia luôn. Lội ra rút cái kia vô luôn. Bí, bí rợ. Được không? Mèo méo meo con mèo luôn. Cái kia chạy hả? Hai con. Hai con. Ồ, hai con cũng bự quá kìa. Ồ, này có ếch ăn rồi. Được rồi. Ngon lành rồi, còn quá im rồi. Ăn đỡ đi, hơi sắp luôn. Đây là đằng sòng lên cái này. Cái này móc ếch thôi chứ. Hy vọng là cái con kinh nhà mình sao kinh đó mới giữ con kinh quyền thoại chú dò héo luôn rồi. Rồi héo luôn, chú dò chuột, chú dò chuột đây rồi. Giấc giờ chuột hả? Chuột. Đây cái này. Cái này à, cái này hy vọng cái này à. Hết già ra. Con. Nhìn là biết chạy một con luôn. Thấy có dấu dò nhỏ nhỏ, dấu dò mà muốn biết cái dấu dò con hết á. Là cái bàn giò nó đi lúc nào cũng cái móng của nó quào một đường dài á. Còn cái dấu giò con chuột là nó tròn ủm à.
cá chạy nước ếch bự nhỏ. Nguyên đóng cá luôn hả? À, nguyên đóng cá luôn. Có gì không? Vô không? Thấy nước trong veo nữa. Nước trong veo là hiểu rồi. Vô con ếch già coi, còn cái hai cái này cái nữa hết rồi. Gì? Ôi, phải ngọt đâu cũ dữ vậy. Ôi ơi. Ở đâu đó vậy? Ở đâu mé nè. Ờ, không có ấy luôn kìa. Bỏ xe lên về luôn. Chắc con ta bỏ. Đây đâu thấy, đây đâu, đâu có thấy dây phải ngọt đâu. Được không? Ngọt em. Lấy củ phân ngọt cho nó canh luôn. Trên cái lồng này. Nè, bay lại. Rồi, hết già, lụm củ phân ngọt lên về luôn. Còn cái nữa, còn cái cuối cùng nữa. Đưa lên. À, còn cái cuối nó hết rồi các bạn ơi. Lại dở cái cuối luôn. Cái cuối nãy nằm đâu đây nè. Qua đâu đây nè. Có xuống đó một cái không ta? Đây cái đầu tiên nè. Cái đầu tiên nè. Dớt con nữa nè. Rồi. Không thấy dấu vỏ. Nước trong veo à. Hiểu nhau rồi ha. Biết mà hiểu nhau mà. Thôi về các bạn ơi. Chắc được chắc cũng cả ký gửi. Ký gửi thì hai chú cháu thì dư ăn rồi, ếch mà. Nhiều đó nấu chuối ăn thì cũng im rồi. Không về nấu lẩu lá giang ăn cũng được. À, Úc ăn ếch nấu lá me non chưa? Nó hơi bị ngon. Rồi mình cũng xin tạm biệt kinh vườn đào. Ếch nó thất bại rồi, chỉ có được có chừng ký gửi các bạn ơi. Đi xa nhà lỗ luôn. Thôi về các bạn ơi. Các bạn ơi, thành quả có hai chú cháu đi đặt lợp ếch kinh vườn đào nha các bạn. Mình được cũng gần 2 kg các bạn ơi.
tối rồi mình làm cái món ếch chiên nước mắm hai chú cháu làm sương sương nha các bạn. Tại vì hôm nay cũng có ông anh ruột ổng về chơi, nói chung là ngày mai nhà mình cũng có làm cái đám giỗ cho mẹ, cho nên là ông anh mình cũng về chơi thì mình sẵn đây mình săn bắt được ếch này mình đãi ông anh mình luôn nha các bạn. Ếch chiên nước mắm. Thì cái nguyên liệu của ếch chiên nước mắm cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Đây mình có hành lá nè, hành lá để mình lấy cái gốc nè. Đây ớt sừng, đây dưa leo để mình ăn kèm nha các bạn. Đây củ hành tây. Thì gia vị thì tương ớt nè, tiêu nè, đường với nước mắm thôi nha các bạn. Thì trước tiên thì mình chiên ếch cho nó vàng giòn lên rồi xong mình mới pha cái hỗn hợp nước sốt chiên nước mắm rồi xong rồi mình xóc qua cái sốt chiên nước mắm với gia vị phụ này nha các bạn. Hành lá với củ hành tây với ớt sừng nha các bạn. Mình ăn kèm với rau sống với nước tương các bạn ơi. Nói chung là mùa này thì mùa nắng này thì cũng không có săn bắt ếch được nhiều đâu. Tại vì nói chung là nó sắp đầu mùa mưa thì con ếch nó bắt cặp cho nên là nó ít cơ khi nào mà vô lợp nhiều lắm. Nó bị no nước tại vì cũng sắp gần tới mùa mưa rồi. Xong rồi còn cho nước sốt vô nha. Sốt mắm. Đó là thất bại địch cho chừng 2 kg. Ngày sẵn có ông anh về chơi cái làm món đãi ổng luôn với thằng bạn về chơi các bạn. Sương sương được không anh? Sương sương. Nó đã khô khô chín. Nước chấm nước tương nha ha. Chín rồi các bạn. Chút xíu là có đồ ăn rồi. Ếch chiên nước mắm. Hấp dẫn cho tìm ra một dĩa luôn vô quốc bài rồi dọn ra mình thưởng thức thôi. Ê các bạn ơi, nay ông anh về mình cho ông anh ăn gà luộc luôn rồi chứ được có chừng 2 kg hết à. Sẵn ông anh về làm cái giỏ cho mẹ rồi. Anh em tối nay làm sương sương nha bạn. Thì mình cũng xin giới thiệu cô chú anh chị các bạn, đây anh Sơn anh ruột của núi nha, ảnh ở Cần Giờ. Đây thì gương mặt này thì quá quen thuộc rồi, còn đây là bạn Thao bạn của mình. Thì đây hôm nay có 4 anh em thì bảy núi cũng xin phép dựng máy mời cô chú anh chị các bạn cùng lai gai với mấy anh em mình nha. Rồi có gỗ đi Út.
Tự nhiên tự nhiên. Vô thấy. Rồi vô. Rồi mời các bạn luôn nha. Mời các bạn nhậu nha. Đã quá ta. Im mau im mau. Đó mình dễ chỗ ca đó. Đúng rồi. Nhỏ này mới gắn cung mới cho bữa nay Út. Tính ra để nó nín, để nhé mình để cho mình chuột cái đeo. Ừ. Bắt chuột cái làm rồi để mình bắt chuột cái. Bữa lên trên kia đào hàng hai mấy con. Hàng một à. Gạo rồi. Về hai chú cháu chiều chiên ăn cơm ăn hết. Làm từ xưa đấy ha. Phải bán luôn trên về chẳng. Chuột ha. Chuột chỉ có đi bắt thôi. Chẳng phải bán không không biết. Được không về không nghe không nghe không nghe đấy. Đi về quê phải về chẳng ai chẳng phái chuột đồng. Đồng đồng làm sẵn nên đem về cho ta. Hết tháng này á nó cũng mà nó cũng có nhưng mà nó không có được nhiều. Bự thì bự đó nhưng mà không được nhiều hết. Giờ tháng này ha. Để vài đem ra đường kinh em đặt trứng mới gửi cho. Trứng này đang bơm. À vô, vô. Lâu chút về bãi sơn về khỏe. À bãi núi cũng xin phép mời cô chú anh chị các bạn ly nữa xong chắc mình cũng xin kết thúc cái video đi đặt lọ bếp kinh vườn đào tại đây nha các bạn. Thì mình cũng xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Hôm nay chắc có ông anh với bạn về chơi chắc bữa nay chắc làm cũng hơi nhiều nha các bạn. Vô. Bể núi với mấy anh em cũng xin chào tất cả các chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn. Chào các bạn.